Hoàng Văn Giáp trình bày phong thư Chứ Công Ơn Bạc Hồ, sưu tầm Hà Văn Quý. Bên bên vằn xin cầu tình cảm lòng ba cả hồ trưng thân khắp chúng nam bắc tình lành cờ cánh mạng lung ngà đen thì có đấu tranh ao độc lập Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam vươn cầu tiền bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân à la đà thuôn khắp toàn dân mong ước trang ngờ rim mong ba khổ chi à minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béc mùa xuân tòn mát lục lan trừ cắm bác đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng công ơn bác cái bằng khâu phe Việt Nam dân nước cờ la hạnh phúc thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dâng khấn bác Hoàng Úy trường lề điệu lượn nàng ấy bài Lèo Đảng Khẩn Tàng Xuân Triệu Sinh Tật Cầm. Đại hội ta xuân hư mọi cấn lời nàng nó lời nàng lời nó tình đại tổng bao bao ấy thầy bắc can thì đua khâu mùa công lời nàng nó
lời nàng à lời nó lâu thanh tình coi chiến nhìn trai nào biết ly hết công lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn ơi tàng xuân khoan san phẩm giống bàn dung cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó na lấy khẩu bắp khấn ơi bên khéo mò vai tua lắng bèo mần đây lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn nơi tàng xuân lời nàng à lời nó nung lửa mơ hấp bù đòn đói nàng à nó lời nàng à lời nó khăm na tôm béo nào niết lều đang khấn tàng xuân lời nàng à nó lời nàng à lời nó cơ quan và lươn máy ơi cần cần bệt giờ kim ngân nim công việc lời nàng à nó lời nàng à lời nó hành mây nằn công phá nào niết lều đang trường văn xuân lời nàng à nó lời nàng à lời ơ bao giới sao quài cần lượp lượp khấn tang bay trực nước ơi nàng à nó lời nàng à lời nó bao hâu lật kín cướp ơi khâu bạc cam lèo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó Mã Văn Trực trình bày một lần đảng bạc bạn đốc tòa đốc hôm cầm của Đặng Quản Vượng. Thank you.
đảng bạc tài tang hở tăng lệ dân y như băng lập xuân ma và đảng bạc bằng béo quá béo không lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à cờ hà cọc đen trói thi ơi lệ phuông bị ép xiên cầu bạc pham xịt vằn so pham bươn nhị lịch dương vằn thánh lấp đảng lâu lúng trói làng à bươn pét bị thi hà mua lệ thu vằn xịt câu nước lâu khơi nghĩa cách mạng lâu văn tỷ bên công bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à bườn câu pì phi hạ chứng lê minh văn xó nhi khải sinh nước Việt đảng bạc hồ long liệt tăng dân bạc hố to quyền ngôn độc lập làng à biểu mùa thu phong khóp ba lê đinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trần điện biên hình cải tâm vân đảng bác và tặng dân của khước làng à thực hình tây cướp nước ni lệ tan quân mỹ ma tiệp phán trăm chiếm tặng nước teo tức tẹp quê chim bị chết ha tức hình thức mỹ làng à tặng đi nước mọi tí dung lệ giang tức tống bon mỹ phán chín cướp bạc nam đầy khua khước sung giang ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à Dương Thị Cao triển một lượn còi pom ơn đảng vi cao trưởng tật cầm Châu ơi, ha, 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 ha
Đặng Thị Tị tật cầm và trình bài phong thư Bạc Hồ rú ngườm phía bác bó. Sam phạ phạ rũ rung, sam đinh bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó, bền khuổi lên min, bền thea gác mát. Vằn so bền bươn nhí, bác ơi mà kín nòn du ngườm phía bác bó, cam bùn mà chỉ lối dân ơi, kim đồng cắm bỏ phây bây con việc rinh tàng kẻ ơn mỏi cần bác hồ phuối đuổi dân bên ấy chứ thương cảnh mất nước xiết xa cần vằn tốc nằm tha rầy rầy bọn lính căm cái mại tục cần sống kín đuổi cần dân khó khát từ vằn mì đáng bán ngóc ơi mà mày hí mát đầy phong à hoa đau mần mảnh kéo mà cướm mà tòm nòng anh đầy đùa non nhớ bác ba khô nhăn thăng cá mỏi cần ba khô phuối đuổi dân bên ấy kín mang hay chứ mấy chứ còn nhân dân chứ ba cả hồ mãi mãi. Thu lành trình bài phong thư mì đàng mì mùa xuân hạnh phúc đinh xuân hưởng tật cằm. Xin đinh nước chào mi
xây tổ quốc băm chát lần lần mi đàn mi mùa xuân hạnh phúc Thank you.